Ui con đấy nó biến mất rồi. Sao những cái con cua này to như này hả bạn ơi? Chị trở lại bình thường rồi kìa. Nè đi ra cua ơi. Ui con bò nó đang nó chạy nhanh như này. Chị nhớ là biến thành cái con gì nhìn nó vuông vuông như kiểu là bò mai cà rác ấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, có một cái con gì người nó đen xì kìa, nó xuất hiện đây. Ui con chó của mình đây này, bây giờ mình phải bế nó về thôi. Không có nè, cái con đen đả miên đấy nó lại biến thành con mai cà rác các bạn ơi. Ui kì, cái con kia nó đến rồi kìa. Ui không kịp rồi. Trời con chó này biến thành cái con gì mà này vuông vuông rồi. Nhà bạn con gì không nhỉ? Ui nhà mình còn đàn gà nữa. Bây giờ mình thử ra xem đàn gà nó có bị không. Ô bạn bảo đàn gà cho bạn đấy á, sao trông nó kỳ lạ thế, nó cứ vuông vuông kiểu gì ý. Thôi, cái con en này men nó đi trước mình rồi, con đấy chân nó dài nó đi. Thôi nó biến hết thành gà ma cà rác rồi bạn ơi. Thế bây giờ làm sao mà để biến gà thành bình thường được? Thôi đi bảo con cua xem nó có chiến đấu được với con đấy không. Đi. Ui, kém rồi, đằng này có con nhện này. Ui, con nhện to chưa kìa. Bắt nó về đi. Mình ra mình vào nhá. Ui, ui ôi sao hôm nay nắm cái con quái vật quái dị thế nhở? Chưa. Ui con này nó đi đâu mất rồi kìa. Ui kém rồi, đằng này sao nhiều nhện chưa này. Ui thế vậy nó xuất hiện cả một đàn nhện rồi. Mà đằng kia nó còn có một cái đống lửa nữa kìa. Ui vậy nguy hiểm nhá. Đây này bạn phải nhờ con cua này. Cua ơi hãy ra xem là có giúp được không. Cái con quái vật mà đen xì ấy kìa, nó nguy hiểm lắm, nó biến hết các con vật ở nhà mình rồi thành những cái con ma cà rác rồi. Wow con cua của bạn nó cầm cái kiếm ma cà rác kìa. Ui con đấy nó biến mất rồi. Wow nó lại biến ra trước mặt con cua kìa. Cua nó biến mất cùng cái con đen đen đấy rồi. Đằng này mình thấy con Huggy Huggy nó cũng hình như nó sắp biến thành cái con vuông vuông rồi đấy. Ui hình như là cái con đen nó có cái gì vào đầu nó kìa. Ôi biến mất rồi kìa, nó còn ra một loạt những viên kim cương kìa. Không biết những cái kim cương mình vừa đi tới đây nó đi đâu mất hết rồi ý bạn ạ. Ui nó ở trên đầu bạn kìa. Chỗ nào đấy? Trên đầu. Trên đầu á? Ừ. Đây này, đúng rồi, mình nhìn thấy cái này đúng là cúp kim cương ở trong Minecraft đấy. Khả năng cái này mới tiêu diệt được cái con đen đen đấy bạn ạ. Có đúng không? Mình sao nào? Đúng rồi, đấy. Trông như mũi tên nhỉ? Cái này hiệu quả lắm bạn ạ, cái này sức mạnh lắm đấy. Đi chúng mình đi tìm con đấy xem nào. Ôi thôi chết rồi, sao đằng này những cái con cua nó lại biến thành những cái con cua đen và khổng lồ này nhỉ? Ui đâu để mình xem nào, đây mình xuống mình xem như nào. Ui, thế này, sao những cái con cua này to như này hả bạn ơi? Bạn lấy cái cúp đi, đây, cái tiêu diệt nó sao nào? Bình thường rồi kìa. Ui nhờ sao trông máu nó lại vàng vàng. Nào mình làm con này tiếp nha. Ờ bò. Ui nó lại thành cái con gì bé bé, nó đang bò cái kia bạn ơi. Đây để mình xuống mình bắt cho. Ui kem ơi đây này. Ui sao cái cúc kim cương này sẽ để biến ra thành những cái con cua cảnh đẹp thế. Cú con này con màu gì đấy? Oh my god. Wow. Ui con này to lắm bạn ơi. Con này vàng xanh. Vàng xanh cơ. Ừ. Còn con này là màu vàng chóe này. Đâu. Wow. Đây mình bắt con vàng lên đấy nhá. Ừ. Đây rồi. Ui con này nó trốn tất tận xuống cái hố này. Ui cái càng con đấy to lắm mẹ nè. Ui con này to lắm. Đây rồi mình bắt được rồi. Wow càng to chưa. Này một con màu xanh và một con màu vàng nhờ. Ui con xanh này nó to có mấy lần con vàng luôn. Ui khả năng cái cút này màu xanh này nó biến thành cái con đấy màu xanh đấy bạn ơi. Ừ. Nào chúng mình cho lên trên bà đi. Cái con đen đen đây này kem ơi. Ui thôi nó biến mất rồi. Ui nó biến ra sao kìa. Ôi nó lại biến sang trước. Ôi, đau quá, nó có đau gì đâu này. Ai mà đau quá. Ôi sao này, nó biến sang này. Lũa, lũ hiện ra. Thế mới gọi là cái con Enderman. Đau quá bạn ơi, nó biết nó đau mất rồi. Để mình bây giờ mình sẽ xem nó có thể nhé. Không thấy đâu bạn ơi. Nó lại đằng sau kìa. Thôi, nó biến mất đâu rồi các bạn ạ. Thế chắc bạn giờ cái đấy ra nó sợ đấy. Hay mình tiêu diệt được nó rồi nhỉ? Ừ. Không biết được là cái con Enderman ấy nó biến những cái con vật của mình đi đâu các bạn ạ. Đi mình đi tìm thế nào. Đi tìm thế nào. Ui đằng này mình thấy có cái mặt con gì này. Trông nó vuông vuông nhầy. Đây này. 2 3. Ui nó ra cái con gì vuông lắm bạn ơi. Đây thì mình lên mình lấy nhá. Bạn lên lấy đi. Ui cái con đấy nhìn nó vuông vuông có khi nó nặng lắm đấy bạn ạ. Nó nhẹ lắm. Nào 2 3. Đây được rồi. Đây này nhìn kinh chưa. Chân tay gì mà dài như này nhờ. Nhưng mà mình vẫn thấy cái xanh xanh đấy. Cái xanh xanh này á, nghi là con Huggy Wuggy đấy bạn ơi. Nào mình rút ra nhá. Hết tay chân nó ra thế nào. 1 2 3. Wow, đúng rồi, chưa thấy mặt nó ra bạn ạ. Nào, giữ để mình lôi mặt nhá. Đấy bạn nói đi. Úi, đây. Ui, à, con Huggy Wuggy đây rồi. Bây giờ, con này cũng được quá vật nguy hiểm đấy. Mình nhốt nó vào thôi. Ui bạn ơi, mình thấy ở đây có một cái máy móc nó đang làm việc này.
có quả bóng như là kiểu hình con chó nhỉ? Đúng rồi. Ui, có khi nào con chó của mình ở đây không? Không biết được, thế bây giờ phải bảo máy múc rồi dừng làm việc nhá. Máy múc ai dừng làm việc đi, để mình xem ở đấy là cái gì đã. Nào, bây giờ mình sẽ dùng cái cúc này để mình khám phá bên trong cái quả bóng này xem nhá. Đây, này, đúng rồi, con chó mít của mình đây bạn ơi. Đấy, may chưa này, con Enderman ý, nó biến thành con chó Minecraft xong này, nó nhốt ở đây này. Ừ, nó nhốt đấy. Ừ, nhốt cái con chó mít của mình ở đây đấy. Thôi, chó mít ơi, đi về nhà đi. À hố có quả bóng mà, có hình con nhện đấy sao kìa. Ui, máy móc ai, dừng đi, máy móc ai. Dừng, để mình xem ở dưới hố là cái gì đã. Mình xem nào, hai. Ui, đây này các bạn ơi. Ui, đây này, con nhện nó vẫn còn xuống lại bảy đây này. Ui, con nhện bị có con Enderman nó biến, nó nhốt xuống dưới cái hố đây này. Tí nữa thì cái máy múc lắp cái hố, lắp mất con nhện bạn nhờ. Ừ. Nào chúng mình bê con nhện về nhà nuôi thôi. Ui, mẹ nó ơi, mình tưởng mình chưa diệt được cái con Enderman đấy rồi. Anh ở nó ở đây này. Ôi ôi, nó đang đứng ở đây này. Nó đang định, à, bạn biến cái con chó to là của mình là thành con chó Minecraft đấy bạn ạ. Đúng rồi đấy. Thôi, con này đi ra đi. Nào bây giờ mình sẽ cầm cái cúp này ra mình tiêu diệt nó nhá. Ừ. Đây, con ui, này. Nó sợ. Ui, nó chạy luôn kìa. Nó đang chạy kìa. Nào, con, bạn ơi, nó chảy hết cả nước dãi ở mồm nó ra kìa bạn ơi. Ôi trời ơi. Ui bạn ơi, nó sợ mình, nó chạy nhanh quá. Bây giờ mình phải bắt nó lại nhá. Bùm chiêu. Bạn ơi, nó cứ đi nhanh ý bạn ạ. Con này khả năng phải giữ chặt chân nó ấy nhờ. Con này khả năng nó không đánh nhau đâu. Bây giờ bạn tóm chân đi. Tóm chân thôi. Nào, bỏ cúp ra. Ui, em được cái chân nó rồi. Được chưa? Nó còn chạy không? Ui, nó vẫn lắc lư này. Lắc lư nhiều đấy bạn ơi. Con nó nhăn ở men kia. Hãy nhả con bò ra đây đi. Ui, nó bảo nó đồng ý rồi kìa. Bạn ra đi để nó nhả con bò ra. Nó nhả ra con bò rồi này bạn ơi. Ừ nhờ. Ui. Đây đúng rồi, con bò của mình đấy rồi. Ui bạn ơi, con này hình như nó đang định đi về thế giới của nó đấy. Mình sẽ theo cho bạn ấy đi nhanh lên. Ui bạn ơi, mình lại thấy một cái máy múc nó đang làm việc ở đây này. Ừ, chỗ này có một quả bóng này. Này có một quả bóng kìa. Ui, hay là nhà bác máy múc, bác ấy múc vỡ quả bóng này xem ở dưới có con cua của mình không? Mình còn thiếu con cua đấy. Ừ, còn con cua đỏ của mình nữa cơ mà. Đúng rồi, bác máy múc ơi, hay múc quả bóng này ra cho cháu xem nào. Ui, bác ấy đang múc kìa các bạn ơi, bác ấy giờ còn múc cao lắm. Ui, hình như quả bóng này cứng lắm. Cố lên bác ơi, cái cầu của bác to như vậy cơ mà. Ui, vỡ rồi. Bác ấy dùng cái cầu múc to của bác để bác múc đất ra đi. Ui, được rồi, cái cầu to múc một cái được luôn các bạn ạ. Wow, này. Ui, hình như là đang lộ ra rồi đấy. Wow, đây rồi. Mình thấy cái chân nó ở kia. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đấy, bác múc cho mình con cua đỏ ra rồi kia. Ui, đúng rồi các bạn ơi, con cua của mình đây này. Wow, đi về thôi cua ơi, lên xe nào. Ui, các bạn ơi, đây này. Ở đây hôm nay nhá, mình thấy cái con Enderman nó biến mấy cái con cua thành to khổng lồ thế này. Bây giờ mình đã bắt được thành mấy con cua này này. Con màu vàng, con màu xanh, con màu đỏ này các bạn ơi. Đấy, những con cua này là con cua cảnh đấy. Bây giờ mình sẽ mang về mình nuôi nhé các bạn nhá.